Cửa hàng casa.com chào đón mùa hè với siêu nhiều chương trình khuyến mãi và giảm giá. Nam thẻ từ 20k nhận lên đến 999 quân uy. Danh mục vòng quay cho trò chơi dẫn nhận nhiều quà khủng cùng các phần thưởng vô cùng giá trị. Nên đây thì vô vàn, vừa rẻ lại còn vừa xịn. Thứ nào chịu đổi đây? Truy cập ngay vào cửa hàng casa.com để mua ngay mình nhá. Chùm 3s.com chẵn lẻ mua ngụ ý tính số 1. Giao dịch tự động 2 khi trên máy, thanh toán chỉ trong 3 giây. Thứ góc này xin quà khủng, lấy mã giao dịch từ Momo tăng chín 100%. Còn chần chừ gì không truy cập ngay chùm3s.com. Ấn đăng ký rồi ấn vào cái chuông chọn tất cả dùm tôi nha.
nay làm quả Enzo đi top rank 1x nha. Rồi, để vô cái bụi này đợi mid đó nè. Đây rồi, mục tiêu xuất hiện là thằng Bright. Từ đầu game nó thằng Triệu Văn đàn mình hơi ghê. Tầm giữa game mình khỏi sợ nó luôn. Một quật lướt khỏi công ty. Lụm liền. Thôi xong tới công chuyện. Làm sao còn tốc biến, Một thằng Triệu Văn nè, đè. Hai thằng còn bé Alice. Rồi, chóng hay vậy ta. Để em chạy đi đâu hả? Rồi còn rát. Ôi thôi xong. Ba này tôi non rồi anh em ơi. Không biết có được mega không đây. Ghê. Có clip nha. Có clip nha mọi người. Sao nó kêu mày? Sao nó kêu cu? Ăn gạo này. Cảm ơn anh em đã chúc sinh nhật nha. Cảm ơn Phúc các bạn. Yeah. Thằng tôi vô kìa, né đam ra. Trời đó. Cái phụ đam thôi, từ đạp cái ăn mạng nè, đó. Trời ơi, thánh bu nhím. Đạp cái nữa ăn gọc nè, đó. Đạp đấm thêm cái nữa xỉu mắt nè. Xong lâu đeo chết rồi, hay tay lướt qua đây đá con cái nè, gần xỉu nè, đấm đầu tại lên cái nè, chưa hai tốc biến nè, nhưng chưa một chết nè. Còn VDS là đấm con cái nè, suốt tim cái nữa là chết nè. Nói chung là cơ bản anh em ơi. Nói chung là mọi người cứ chơi cơ bản là chơi game như vậy nhá. Ok.